thì vợ ơi. Em đi đâu? Mày tao có con khác. Em nói cái gì đấy? Vợ của bạn thân anh hôm nay lạ lắm đấy nhá. Có gì đâu mà lạ. Chẳng phải là anh thích em lắm à? Giờ có cơ hội cho anh đấy, không muộn đâu. Em nói cái gì đấy? Em nói thật không? Chuyện này chỉ có em và anh biết thôi, và sẽ không có người thứ ba nào cả. Việc của vợ chồng mày ấy, tự đi mà giải quyết với nhau. Thôi được rồi, không cần phải cố tỏ ra là mình là người bị hại đâu. Sao? Cảm giác cay cú không? Thấy vợ mình ngủ với bạn thân, chắc là tức sôi máu lên đấy nhỉ? Khốn nạn này, mày dám! Bỏ ra, việc gì ta cũng dám làm. Tại sao ta không dám? Hả? Tao trực tiếp, rồi tao không giết chết được mày.
chỉ còn tao căm tao hận mày đến tận xương tận tủy tao đây này. Cái ngày mà mày mang con khác về ngủ trên giường của tao thì mày có nghĩ không? Tất cả những gì mày làm là xứng đáng mày được nhân như thế. Đúng với tao ấy, thì tao chỉ mất một thằng chồng khốn nạn như mày thôi. Còn mày, mày mất nhiều lắm mày có biết không? Mày mất vợ, mày mất con, mày mất cả bản thân của mày. Khi mày cắm lên đầu tao một cái sừng mày hiểu chưa? Đơn ly hôn, ký vào, cút ra khỏi nhà tao. Hai hôm ấy thì cũng được, nhưng mà về lâu về dài ấy thì không ổn đâu. Nó là bạn thân của em đã 20 năm nay rồi đấy, chẳng qua là em mới gặp nó nên là mới chưa quen như thế thôi. Như nào cũng được, nhưng mà anh nói trước, anh không muốn bất kỳ một người phụ nữ nào xuất hiện trong căn nhà này ngoài trừ em. Anh nói thế thôi, em hiểu nhau thì tùy. Em biết rồi, em sẽ lựa chuyện ấy để nói với nó nhá. Nhá. Thôi, để anh phụ em. Lần sau chú ý hơn nhá. Thôi, anh ra nhà trước đi. Cho em cốc nước chanh nhá. Không còn nhà đồng các anh là một lút tồi lút tồi lút tồi. Ông phải đối xử em như thế à? Tại sao em có thể đối xử em như thế? Em cái gì thua kém nó đâu? Mở đầu lúc nào anh cũng chỉ thuận 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 thôi. Em là cái gì à? Thôi, nghe anh nói này, em uống say rồi nhá, nằm xuống đây nghỉ ngơi đi nào. Nghe lời anh, nằm xuống đây nghỉ ngơi đi để đi pha cho cốc nước nhá. Phục à, từ em cũng có tình cảm với em mà, em yêu anh mà. Tất cả những gì em làm bấy lâu nay là vì em yêu anh mà. Anh đừng tối lòng nữa. Em khiến anh thích em mà. Tại sao không thể chấp nhận tình cảm của em? Trang, Trang, nghe anh nói này, chúng mình không thể đến với nhau được. Em biết vì sao không? Bởi vì em là bạn thân của Thuận. Em sao đấy? Ông các anh thật là ngây thơ. Bạn thân à? Thân. Nhưng mà
bản thân ai người đấy lo. Em có thể dùng nhà, dùng xe, dùng quần áo, mỹ phẩm, tất tần tật em có thể dùng của nó. Thì anh có cái gì là ngoại lệ đâu. Em thề, định đến với nhau, em và anh biết thôi, sẽ không có một người thứ ba nào cả, được không? Phúc, em yêu anh. Ơi, sáng nay anh được nghỉ hay là để anh đưa em đi làm nhá? Thôi, em tự đi cũng được. Tiện thể em còn mấy sốt, một đứa đi nữa. Thôi, em đi trước nhá, không tắt đường mất. Đi làm cẩn thận nhá. Quỳnh ơi, sắp xong chưa? Sao lâu thế em? Này, em xuống đây rồi. Nhanh lên nhá, muộn lắm rồi đấy. Sao mà mặt mũi lại xị ra thế này? Em tìm mãi chẳng có gì để mặc đây này. Anh thấy cái bộ này em mặc rất đẹp mà. Bộ này cũ lắm rồi. Thôi, em người đẹp mặc cái gì chả đẹp. Anh nói thế thì nó làm gì? Đi đâu mặc bộ này, bạn bè nó thấy, nó cười cho anh. Chẳng phải hôm trước anh vừa đưa tiền cho em đi mua đồ rồi hay sao? Anh đưa cho em có 3 triệu thôi. Em mua nước hoa hết rồi. Cái gì? Em mua nước hoa hết 3 triệu á? Nói thật với em, anh chưa dám mua cái gì đến 3 triệu đâu ấy.
2 triệu còn không đủ ý. Em còn phải bỏ thêm đấy. Thôi, tháng sau lấy lương. Anh cho em đi mua quần áo nhá. Thôi được rồi, tháng sau lấy lương, anh đưa em đi shopping nhá. À, mà anh còn nhớ gì không đấy? Sắp đến sinh nhật em rồi đấy nhá. À, nhớ chứ. Vậy anh đổi điện thoại mới cho em nhá. Điện thoại em vẫn dùng tốt mà, sao đã phải đổi cái mới rồi? Cái điện thoại này cũ lắm rồi, chụp ảnh xấu lắm. Thôi được rồi, để anh xem đã nhá. Tại vì đợt này anh cũng có nhiều khoản phải đầu tư. Anh đã hứa với em rồi cơ mà, xem xét gì nữa. Thôi được rồi, anh đã bao giờ hứa mà thất hứa với em chưa? Đấy, nói cái là cười tít mắt ngay rồi. Thôi, đi cả bạn anh đợi nhá, đi. Xin nghe lời này, nhớ em yêu quá. Hôi quá, đừng sợ người em. Hôi đâu mà hôi. Người anh toàn mồ hôi đây này. Công nhận hôi thật. Nhưng mà đi làm cả ngày vậy, chỉ muốn ôm em thôi. Ôm ấp cái gì? Đi tắm đi. Thế thì anh đi tắm nhá. À, hôm nay cuối tháng rồi đấy. Mình chậm tiền nhà nửa tháng rồi. Anh biết rồi, anh cũng đang cố xoay đây. Lần nào đến hạn đóng tiền nhà, em cũng phải khất lên khất xuống đấy. Thì mình khó khăn thật mà em. Có mỗi 20 triệu, anh xoay mãi không xong. Vậy thì anh còn định làm được cái gì to tát nữa hả? Thì em thấy đấy, lương anh có 7 triệu một tháng, mà trăm thứ phải lo, trăm điều phải nghĩ. Thế thì anh phải xem lại đi chứ. 7 triệu, sống ở cái đất Hà Nội này làm sao được? Chứ sao em không nghĩ cách đi làm mà giúp anh đi? Cái gì cơ? Bây giờ anh bắt tôi lại phải đi làm à? Ngày xưa lúc yêu nhau ấy, anh bảo tôi chẳng phải làm gì cả, anh lo cho tôi hết cơ mà. Ý anh không phải thế. Ý anh là sao em không tìm một công việc gì đấy để làm, em cũng tự chủ kinh tế, chứ ở nhà mãi như thế này sao được. Thôi được rồi, để tôi đi tìm việc làm, đỡ gánh nặng cho anh. Em đừng có dùng cái thái độ đấy để nói với anh đi. Thôi thôi, việc của anh ấy là cố xoay sở tiền nhà đi, đừng để bà ấy phải nói đến tai tôi nữa. Điếc hết cả tai rồi. Anh biết rồi. Đúng là nghèo, đi đôi với hèn mà. Ơ, Quỳnh, đi đâu đấy? Trang à? Ừ, sao mày lại ở đây? Tao vừa chuyển qua đây ở cùng với cả người yêu tao. Nhà ấy ở cái nhà to to bên kia kìa. Quỳnh, người yêu đã có nhà rồi cơ á? Ừ. Xịn thế. Giờ ấy chỉ có yêu đại gia thì mới có nhà có cửa thôi mẹ ạ. Chứ tao chả cái cảnh yêu nhau rồi đi làm lương ba cọc ba đồng lắm. Đúng mẹ ạ, yêu thế cho nó sướng. Nhưng mà mỗi tội thì ông người yêu tao có một đời vợ. Đời vợ? Yêu thế kỳ lắm. Cũng có sao đâu, chuyện như thế là bình thường mà. Bây giờ quan trọng là người ta nuông chiều mình được, người ta nuôi mình là được. Mày nói đúng. Ờ, thế bây giờ mày như nào? Vẫn yêu cái ông Long kìa? Thì vẫn yêu thôi. Tao thấy ông ấy cũng chiều mày đấy. Nhưng mà như kiểu là kinh tế của ông ấy vẫn chưa ổn định lắm đấy. Thì tao cũng yêu chơi chơi thôi mà, có xác định gì đâu. Tao cũng chán lắm rồi. Đấy thế à? Thế là chưa có mối nào ngon hơn đúng không? Thì cũng kiểu kiểu đấy. Tao cũng đang tìm đây. Thế có mối ngon hơn thì có bỏ không? Dại gì mà không bỏ. Thế? Bỏ ngay đi chứ. Mạnh mồm đấy nhá. Bạn người yêu tao á, có mấy người cũng đang ở với mình đấy. Hay là để tao giới thiệu cho mày nhá. Có luôn à? Ừ. Này, nhớ nhớ với tao đấy nhá. Ờ, tao cũng muốn đổi đời giống như mày đấy. Thế có gì tí nữa tao xin số điện thoại cho, sau buổi hẹn cà phê nhá. Mày đẹp như này á, kiểu gì ông ấy trả ứng. Nhanh thế á? Ừ.
đúng là có người yêu đại gia có khác. Mối quan hệ cũng nhiều ghê gớm đấy. Phải thế chứ lại. Con gái mình bây giờ á, phải hôn nhau ở cái chỗ dựa. Có chỗ dựa vững chắc rồi á, thì như nào chẳng được. Đợi chân lắm. Lòng gọi đấy. Em đây ạ. À? Em đang ở dưới nhà rồi. Ok, anh đợi em lắm. Sao ta phải về thôi. Việc cứ thế nhá. Có gì liên hệ với nhau sau. Ok, thế có gì ta nhắn đi cho nhá. Nào đi về luôn đây. Này, tao hẹn ông ý rồi đấy. Đợi một tí nữa là ông ý đến thôi. Nhưng mà tao cứ thấy run run nào ấy. Run cái gì mà run? Hay lại sợ lão Long chứ gì? Mày Hâm à, lão đi công tác rồi. Tuần sau lão mới về cơ. Tại bạn, mối này ngon lắm đó. Đánh nhanh thắng nhanh, lão Long về phát chia tay luôn. Ông này vừa có nhà, vừa có xe, lại có mấy cái công ty to đùng ấy. Ôi. Mà mỗi cái hơi dữ. Nhưng mà được cái lão ấy lại thích mấy em trẻ đẹp cơ. Mà này, mày trông tao này thế nào? Ổn không? Ờ, hơn cả ổn đấy chứ. Mà tí nữa mày phải giả ngu một tí nhá. Mấy lão đại gia chỉ thích mấy em ngu thôi. Mày yên tâm. Cái này ấy, tao làm tốt. Ờ. Ơ, mà lão ấy tới rồi đấy. Thôi, tao té đây, có gì alo nhá. Bye bye nhá. Em chào anh ạ. Ừ. Em có phải là Quỳnh, bạn của Trang không? Dạ đúng rồi, anh tên là Tuấn đúng không ạ? Ừ, nhìn em bên ngoài xinh hơn trong ảnh nhiều. Tí nữa thì anh không nhận ra. Anh cứ trêu em ấy. Em bình thường thôi à. Sinh thế này mà không có người yêu kể cũng phí nhỉ. Thật ra thi thoảng thì em cũng tủi thân đấy. Nhưng mà chẳng biết làm thế nào cả anh ạ. Hay là do em kén chọn quá thôi. Nhưng mà kể cũng đúng. Sinh và dễ thương như em, không thể ai cũng chọn làm đến đỗ được. Em thì cũng đơn giản thôi. Nhưng mà qua cái thời yêu đương trẻ con đấy anh ạ. Bây giờ em không muốn yêu đương linh tinh nữa. Ừ, bây giờ yêu đương cũng phải thực tế đúng không? Thì ai có khả năng thì mình trao cơ hội thôi anh. Ừ. Không biết anh có được cái cơ hội may mắn đó không? Em cũng không biết nữa. Nhưng anh là người đầu tiên mà em gặp qua giới thiệu đấy ạ. Vậy là anh thấy mình cũng khá là may mắn rồi đấy. Em nghe Trang kể với anh rất là nhiều rồi. Anh giỏi như thế này, chắc là có nhiều em gái mưa lắm nhở? Ừ, em gái thì cũng khá nhiều. Nhưng mà bé đường ấy thì cũng chưa có ai. Và anh cũng đang chờ vị trí cho người thích hợp. Em nghĩ là em phải xếp hàng rồi. Ừ. Sao phải xếp hàng? Lần đầu gặp em anh đã rất có cảm tình rồi. Mà Bình này. Dạ. Sang tuần anh có hai vé du lịch ở bên Sinh. Em đi cùng anh nhé. Singapore ạ? Ừ. Em cũng chưa đi bao giờ. Ừ, đi cùng anh đi cho vui. Nhưng mà chắc là em phải suy nghĩ đấy anh ạ. Không phải suy nghĩ. Em là bạn thân của Trang, mà Trang lại là em của anh. Trước lạ sau quen mà. Thôi, không phải đắn đo đâu. Lần sau em có muốn đi du lịch đâu ấy, cứ nói anh đặt vé. Thực ra em còn nhiều chỗ chưa đi lắm. Chắc là sau này phải nhờ vợ anh nhiều rồi. Vậy hay quá, anh có người bạn thân làm phòng vé. Lần sau em thích đi đâu cứ nói anh đặt vé. Dạ, anh cảm ơn anh. Khoảng đến giờ ăn rồi, anh đưa em đi ăn nhé. Vậy cũng được anh ạ. Anh về nhé. Người yêu á? Cái loại như mày mà có người yêu á? Em tưởng anh đi công tác cơ mà. Em giải thích đi, chuyện này là như thế nào? Tiện đây tôi cũng nói luôn, đây là người yêu mới của tôi đấy. Cái gì? Người yêu mới? Thế bao lâu nay em coi anh là gì? À, chúng ta thiếu một lời chia tay đúng nghĩa đúng không?
Tôi đợi anh về rồi nói. Nhưng có... Đây là công ty của anh. Ui, đẹp thế. Anh đã nói bên phòng nhân sự sắp xếp cho em một vị trí rồi. Vị trí đấy có ở gần anh không đây? Đúng chứ, của công ty mà. Thế chú chào em còn phải qua ngắm anh. Ừ, yên tâm. Chào anh ạ. Ừ. Phương à. Vâng. Đây là Quỳnh, em gái của anh. Dạ. Em dẫn bạn lên công ty và sắp xếp công việc các bạn nhé. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Ừ. Em đi theo Phương nhé, anh chạy có chút việc, đã anh quay lại. Trùng hợp quá, cũng là ngày đầu tiên em đi làm. Ừ, à, mọi người đang họp trong kia thì chị dẫn em vào giới thiệu luôn nhé. Dạ vâng ạ. Dự án lần này mọi người cố gắng nhé. Em chào tổng giám đốc, chào tất cả mọi người. Giới thiệu mọi người, đây là Quỳnh, nhân viên mới của phòng marketing ạ. Em chào tổng giám đốc, chào mọi người. Rất vui được làm quen với mọi người. Thôi, mọi người về làm việc đi. Còn nhân viên mới, ở lại gặp tôi một chút. Anh à, anh xin lỗi. Em không biết anh lại làm tổng giám đốc một công ty lớn như thế này. Cô làm gì có lỗi mà phải xin. Lỗi là do tôi nghèo thôi. Không phải như vậy đâu ạ. Nhưng mà sao anh có thể trở thành tổng giám đốc nhanh như thế này được? Nhanh chứ. Phải cảm ơn cô vì đã chia tay một thằng nhân viên quèn lương tháng 7 triệu thì tôi mới có động lực để trở thành tổng giám đốc nhanh hơn kế hoạch. Anh này, em nghĩ anh và em vẫn còn yêu nhau. Hay là mình quay lại với nhau được không anh? Quỳnh à, cô lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng đấy. Một năm qua tôi đi làm nhân viên ở công ty khác, chủ yếu là để lấy kinh nghiệm rồi về quản lý công ty gia đình. Trong suốt quãng thời gian chung sống nghèo khổ đó, cô xem mình sống như thế nào đi. Mở mồm ra lúc nào cũng tiền, tiền, tiền. Đối với cô, tiền quan trọng như thế à? Hóa ra anh cũng chỉ lừa tôi thôi à? Lừa cô à? Tôi chỉ muốn thử lòng xem cô là người như thế nào thôi. Còn giờ cô có thể về được rồi đấy. Công ty tôi không thể chứa chấp một loại người như cô được. Anh dám à? Anh có biết ai là người đưa tôi đến đây không? Biết chứ. Trong hôm nay sẽ có quyết định thôi việc của phó giám đốc Quang Tuấn. Không biết đó có phải là người yêu mới của cô không nhỉ? Anh cứ chờ đấy. Chờ chứ. Tôi sẽ chờ xem cô sống tốt như thế nào. Tôi cũng nói với cô biết một điều này. Đừng bao giờ coi thường người khác. Chưa biết là ai hơn ai đâu. Khốn nạn. Con chào mẹ ạ. Này, lấy nhau bao nhiêu năm rồi mà không biết là cái Thuận nó không uống được sữa buổi sáng à? Con nhớ. Bởi vì là nếu như mà Thuận uống sữa buổi sáng thì sẽ đau bụng ạ. Thế sao còn pha? À, con pha sữa là của con. Còn Thuận thì ăn bánh bao. Đúng là chồng người ta ấy, thì làm ông nọ bà kia. Chồng con gái mình ấy đến nấu bữa cơm cũng không xong nữa. Mà con đứng lù lù ra đấy à? Lên gọi cái Thuận nó xuống ăn sáng đi. Dạ vâng. Mới sáng ra đã phải ăn cục tức rồi. Ôi trời ơi, lấy thằng cái thằng ăn hại thế cái chứ lại. Con chào mẹ. Này, ở cái nhà này bây giờ tôi là bù nhìn phòng.
Ai vào, ai ra, ai đi, ai ở cũng không thèm hỏi tôi câu nào là sao? Con chào mẹ ạ. Con vừa mới đi làm về. Thái độ thế là sao đấy? Anh nên nhớ rằng nhá, anh đi làm, còn tôi ở nhà giặt rũ chợ búa cơm nước. Thế mà anh về anh thái độ thế với tôi đấy à? Dạ vâng ạ, con xin lỗi ạ. Lần sau con sẽ rút kinh nghiệm ạ. Nói to hơn ạ. Mà này, tiền điện, tiền nước mấy tháng nay chưa đóng đúng không? Người ta mang hóa đơn đến tận nhà rồi kìa. À, chết, con quên mất. Bởi vì là công ty nhiều việc quá nên là con quên không đóng mẹ ạ. Này, quên hay là không có tiền? Con quên thật mà mẹ. Chứ còn tiền điện, tiền nước thì có đáng bao nhiêu đâu ạ. Mấy cái thằng nghèo ấy là hay nói thế lắm. Đặc biệt là mấy cái thằng mà có vợ rồi mà còn ở rể ấy. Mẹ, mẹ đừng nói như vậy ạ. Con không có lòng tự trọng mà mẹ. Lòng tự trọng à? Anh thử nghĩ mà xem. Anh về làm rể cái nhà này bao nhiêu năm nay, anh đã mua được cái gì mới, sắm được cái gì mới cho cái nhà này nào? Ôi trời ơi, chả biết cái kiếp trước ấy tôi ăn ở như thế nào mà kiếp này con gái tôi nó lại vớ phải một thằng như anh. Không phải là con không có tiền, không phải là con không muốn mua, mà là... Là cái gì? Anh xem, anh đi làm bao nhiêu năm nay, anh đã mua được cho vợ cái nhà tử tế để nó ở chưa? Hả? Thế cái tiền đấy anh để đi đâu? Để đâu hả? Con đã làm gì sai mẹ? Ôi trời ơi, đã nghèo rồi, để con giờ cái tính cục trúc ra đây nữa hả? Ôi trời ơi! Con xin phép. Mẹ không hiểu thế nào mà mày lại đâm đầu với cái thằng vô dụng này. Rồi đến lúc ấy, nó cục xúc ấy, nó đánh cho thì mới sáng mắt ra con ạ. Sao mẹ có thể chỉ trích anh ấy vậy ạ? Không phải ai cũng ở rể đâu ạ. Thằng chồng mày ấy, nó là cái thằng không cha không mẹ, không người dạy dỗ, cho nên mới chịu ở rể đúng không? Mẹ nói thế mà nghe được ạ? Mẹ quá đáng buồn thôi chứ. Tao sẽ nói cho đến bao giờ nó bước chân ra khỏi cái nhà này thì thôi. Mẹ, anh Phúc là người không cha không mẹ. Từ lúc anh ấy dọn về ở rể, anh ấy luôn cố gắng hòa hợp với mẹ. Còn mẹ thì sao? Lúc nào cũng kiếm chuyện rồi chửi mắng anh ấy. Ô cái con này, tao đẻ ra mày, bây giờ mày vì một cái thằng chồng vô dụng của mày mà mày dám bắt thiếu mẹ đấy à? Mẹ thôi đi. Những gì mà vợ chồng con làm cho mẹ, có bao giờ mẹ thấy đâu? Trong đầu của mẹ lúc nào cũng chỉ có chữ tiền thôi. Ừ, mẹ mày là như thế đấy. Trong đầu lúc nào cũng vì tiền đấy. Ở được thì ở, không ở được thì biết hết đi, biết đi. Được, đấy là mẹ đuổi con đi đấy nhá. Bực thế cơ chứ. Còn cái Thuận ơi, anh bảo này, anh vừa nãy anh không có đánh mẹ, anh không có cái thái độ vô lễ như vậy. Em hiểu mà, đi thôi, anh không muốn anh ở đây nữa. Anh bảo, anh không muốn vì chuyện này mà em với mẹ xích mích với nhau. Thôi, kiểu gì rồi mẹ cũng sẽ hiểu ra thôi mà. Anh sao thế? Chúng ta có nhà mà, tuy nhỏ nhưng mà đấy cũng là mái ấm riêng của mình. Vì anh không muốn em phải xa mẹ. Anh mất cha, mất mẹ từ sớm, nên là anh hiểu cái cảm giác đó. Anh không muốn em phải chịu cảm giác ấy giống anh. Nhưng mà anh lúc nào cũng phải nhịn nhục mẹ, em không chịu được đâu. Mình ra ngoài ở riêng đi, rồi thỉnh thoảng mình về thăm mẹ cũng được mà. Anh nghe quen rồi. Thôi, có sao đâu mà. Còn cái nhà cũ kia ấy thì mình cứ cho thuê, rồi đem tiền về cho mẹ. Mẹ thấy anh không vô dụng, thế có phải tốt hơn không nào? Phúc. Mẹ ạ? Mẹ... Bây giờ, bọn con dọn ra ở riêng đây. Kìa, vâng. Mẹ ạ, bọn con không đi đâu hết ạ. Con, cho mẹ xin lỗi con. Bao lâu nay,
mẹ đã nghĩ không đúng về con. Con thì ra ngoài đi làm vất vả, lại còn quan tâm chăm sóc tới mẹ nữa. Thế mà mẹ đã ích kỷ, hồ đồ, rồi lại còn dùng những lời lẽ không hay để nói với con. Cho mẹ xin lỗi. Hai đứa đừng để mẹ lại một mình nhá. Đấy, mẹ thấy chưa? Không phải là bọn con không có tiền, không có nhà, mà chỉ là vì đứa con rể mà suốt ngày mẹ mắng chửi không muốn đứa con gái yêu của mẹ phải thiếu tốn tình cảm, nên là anh ấy mới ở đây để chăm sóc cho mẹ đấy. Mẹ không sao đâu, bọn con hiểu mà. Đấy, thế là từ nay có khi con lại ra gì ấy chứ. Chà bố cô. Từ nay ấy, mẹ đã có thêm một cậu con trai rồi, ra gì là cái chắc. Dạ các chị ơi, cái áo này á, bên em có đúng 20 cái thôi, mà có hai màu các chị ạ, màu trắng và màu đen. Bên em hôm nay đang sale chỉ còn 199.000. Các chị nhanh tay comment giúp em này, theo đúng cú pháp này, số điện thoại, họ và tên, địa chỉ để bên em sẽ gói hàng và gửi ngay cho các chị ạ. Dạ đây các chị ơi, em nhìn thấy comment của chị Linh này, chị Phương này, chị Mai Anh em thấy rồi ạ. Dạ vâng, em cảm ơn các chị nha. Linh ơi, mẹ bảo. Dạ đúng rồi các chị ơi, cái áo này ấy, được chất liệu cốt tông, mặc vào rất là mát, mùa hè đến rồi các chị mặc này, kết nội hợp cùng mấy quần bò thì rất là năng động luôn ạ. Dạ đúng rồi ạ, em cảm ơn chị Mai Anh rất là nhiều. Ôi em thấy comment của các chị rồi ạ. Con ơi, nhưng mà muộn quá rồi con ạ. Dạ các chị ơi, các chị nhanh tay nhá, chỉ còn đúng 20 chiếc nữa thôi ạ. Chỉ cần 20 chiếc nữa thôi thì các chị nhanh tay mới được đây này. Và em xin phép được kết thúc cái buổi livestream của em ngày hôm nay ở đây nhá. Hẹn gặp lại các chị ngày mai ạ. Dạ em cảm ơn các chị rất là nhiều. Bà bị làm sao đấy hả? Bà không có một ý tứ gì hết. Bà không thấy tôi nào livestream à? Nhưng mà con chưa đưa tiền cho mẹ đi chợ. Gần 12 giờ trưa rồi, mà thằng Hùng nó cũng sắp về rồi đấy. Tiền như gì? Hóa ra là tiền. Tôi tưởng cái gì quan trọng lắm. Đây, tiền của bà đây, cầm lấy mua cái gì ngon mà ăn. Chứ tôi không thể nào ăn nổi mấy cái món canh rau dưa của bà nữa rồi. Mà bà dọn nốt hộ tôi cái đống quần áo này, xếp cho gọn lại của tôi cái. Mệt hết cả người. Mẹ biết rồi, con cứ vào nghỉ ngơi đi. Linh ơi, ra ăn cơm con ơi. Linh, Linh ơi, Linh ơi, đến giờ ăn trưa rồi, con dậy ăn trưa đi để con lấy sức chiều làm việc. Không dậy đâu, vừa mới ngủ tí cứ gọi đây. Nhưng mà từ sáng đến giờ con đã ăn cái gì đâu, gói xôi vẫn để nguyên ngoài bàn kia kìa. Bà bị làm sao thế? Tôi đã bảo tôi rất mệt, tôi không muốn ăn, tôi chỉ muốn ngủ thôi. Đúng là người thì trăm công nghìn việc, không có thời gian nghỉ ngơi. Người ở nhà chỉ có quanh quẩn ăn mới uống. Thế thôi, con không dậy thì thôi, con ngủ tiếp đi vậy. Mẹ, sao mẹ ăn cơm một mình này? Linh nó mệt nên nó ngủ thêm. Nó không ăn con ạ. Mặt mẹ đỏ hết rồi, mẹ nó khóc vậy ạ? Không, lúc nãy mẹ nấu cơm, khói nó bay vào mắt. Chứ mẹ làm sao mà khóc hả cái thằng này? Dạ vâng. Con ăn cơm nhá. Dạ vâng. À mẹ này, Linh có đơn hàng nào mà chưa kịp giao ấy thì mẹ cứ bảo con nhé. Lát đi làm, tiện đường con giao luôn, mẹ đỡ phải đi. Thôi, con cứ ăn cơm đi, xong rồi nghỉ ngơi.
có mấy đơn hàng quanh quanh gần gần đây mà. Lát nữa mẹ đạp xe đạp đi ship cũng được. Dạ vâng. Đi đi mẹ. Trời ơi, đâu mất rồi từ sáng đến giờ. Tìm không thấy đâu cả. Hứa bên này ở đây sao? Sao vậy? Điên mất thôi cái bà này. Alo. Alo. Chị chuẩn bị đồ xong chưa? Anh ơi, em đang phải tìm nhiều đồ lắm mẹ. Em không biết là em để đâu đây này. Hay là thôi anh cứ đi đâu đi. Khoảng chiều chiều anh quay lại đây cho em, anh đi lấy hàng chỗ khác. Bây giờ em đang tìm không thấy nữa cơ. Chuẩn bị nhanh lên đấy. Cả mình và sáng vừa mới để đây xong tung hết cả lên. Chuyện gì nữa đây? Ơ cái cô này, mày quát chị đấy à? Gọi mãi không được thế, thế hàng chị đâu? Ôi chị ạ, em xin lỗi chị nhá, em đang bận quá mà em tìm hàng của chị nãy giờ. Đơn của chị em đóng xong rồi đấy ạ, nhưng mà nó nhiều hàng quá, em phải đợi hàng về hết thì em mới gửi được cho chị chứ ạ. Nhanh lên nhá, thứ bảy này chị đi tiệc rồi đấy. Chị ơi, chắc em phải xin lỗi chị thôi. Đơn có khi về muộn muộn một chút. Hôm nay em gói hàng xong hết cho chị rồi, mà em tìm ra không thấy đâu cả. Thôi thôi thôi, thế thì hủy đơn luôn đi. Mất thời gian. Ok. Mày chị... trả tao ngay 3 triệu. Chị thông cảm cho em. Tao sẽ không bao giờ mua chị hàng ơi, nữa. Chị. Trời ơi, điên mất tôi, đã bảo là cất gọn hộ đi, giờ tìm không thấy đâu cả cái bà này. À bà đây rồi. Đơn hàng nào mẹ không nhớ? Ôi đơn mà tôi bảo bà gấp gọn lại để đây cho tôi. Đơn của khách VIP 3 triệu đấy. À mẹ nhớ rồi, nhưng mà mẹ tưởng mấy cái đơn đấy ở quanh quanh đây, cho nên là mẹ đi ship cho khách hết rồi. Không đúng địa chỉ mà bà cũng ship được à? Bà mở to mắt ra mà nhìn chứ. 3 triệu tiền hàng, người ta vừa chửi té tôi vào mặt tôi đây này. Mẹ xin lỗi. Thôi được rồi, con chờ mẹ một lát, để mẹ đi ra mẹ hỏi lại người ta. Thôi. Bà có đi người ta cũng hủy đơn của tôi rồi. 3 triệu tiền hàng bà có biết không? Bà nghĩ dễ kiếm đơn lắm đấy hả? Bà ở nhà chỉ có ăn bám thôi, cơm nước. Còn tôi ấy, nay lưng ra livestream khàn hết cả cổ rồi. Tôi không muốn nhìn cái mặt bà nữa. Bà đi khỏi đây đi. Cô làm cái gì vậy hả? Hôm nay em về sớm đấy, em chỉ định cô, nói. Cô đúng là loại con rùa mất dạy. Tôi mà không về sớm ấy thì làm sao biết được cô còn đóng kịch với tôi đến bao giờ ha? Đúng, tôi mắng mẹ anh đấy. Mẹ anh ấy ở nhà chỉ còn bám thôi, vô dụng, lại còn làm hỏng hết cả đơn của tôi. Cô đã quên rằng mẹ đã giúp đỡ cô nhiều như thế nào hả? Lúc cô tập tành bán hàng ấy thì ai là người đã phụ giúp cho cô gồm bưng nước rót rồi mang quần áo cô đi bán để quảng cáo với hàng xóm láng giềng mong cô có đơn hàng, rồi mẹ còn an ủi động viên cô lúc cô bán ế. Mẹ con anh ấy cứ chờ đấy, ở trong cái nhà này tôi mới là người kiếm được tiền. Thôi mẹ, không phải đuổi theo bạn này nữa. Nhưng mà người sống lịch lịch đúng con này rồi. Con kia à, mẹ hả? Đơn của tao 1 triệu. Mày! Con này bán hàng phết thì thôi, đơn của tôi 1 triệu mà nó ship cho tôi rắc rưởi thế này. Loại này phải đánh. Đứng lên đi con. Hàng phết, hàng giả mà thôi. Hôm nay mà không có hai người tôi đánh cho nó dần xương. Bán hàng phết thì chẳng phải đánh còn gì nữa. Tôi xin cô, tôi là mẹ chồng của nó. Có gì thì tôi đền hàng cho cô là được cái gì? Đền cái gì? 1 triệu của tôi. Đây 1 triệu đây ạ, tôi gửi cô. Tôi có người về đi. Không có bà ở đây hôm nay nhá, tôi phải đánh cho nó nhát xác. Thank you.
đứng lên đi con. Làng phách, làng giả mà thôi. Mà thế, hôm nay mà không có hai người tôi đánh cho có dần xương. Thôi về đi. Mà có sao không? Không sao mẹ. Mẹ ơi, không biết lỗi rồi ạ. Con xin lỗi mẹ. Hai người hòa hợp thế này còn hạnh phúc lắm. Hôm nay anh đi một mình đấy. Anh mà đi cùng bọn bạn á, nó cười anh thối mũi. Em làm gì để giữ hình ảnh cho anh một tí chứ? Em đi làm bằng tiền mồ hôi nước mắt của em, có làm gì phạm pháp đâu mà phải xấu hổ. Sao lại không xấu hổ? Tự nhiên bọn nó biết người yêu mình đi phát tờ rơi, nó khinh cho đấy. Anh mà cũng sợ bị khinh á. Bị khinh thì anh đừng lông nhông nữa. Làm cái gì mà biết rồi, nói ít thôi. Mà cho anh tiền mua xe rồi anh đi làm. Mua xe á? Anh nghĩ cái xe bao nhiêu tiền? Anh cứ coi như là muốn rau ngoài chợ ấy. Em chưa in ra được tiền. Cái gì cơ? Cô đừng có nghĩ làm được vài đồng rồi lên tiếng tại đời tôi nhá. Cô nghĩ cô là ai? Em chả là ai cả. Nhưng mà em phải đi kiếm tiền, phơi mặt ngoài đường hàng ngày thế này. Anh biết ban đêm em chỉ được ngủ được một có 1-2 tiếng thôi không? Em đi làm từ khi anh còn chưa ngủ dậy đấy. Thôi, đừng có lải nhải nữa, nhức đầu lắm. Tôi ép cô à? Anh không ép em, nhưng mà em không đi làm thì lấy tiền đâu cho anh ăn? Anh đi chơi như này này. Đủ rồi đấy. Tôi không cần cô lo cho tôi nữa. Cô đi tìm thằng nào giọng mà yêu. Đừng phí thời gian bên tôi. Sao anh vô tâm thế? Lần nào cãi nhau anh cũng dở cái giọng đấy ra. Ơ, anh Quang. Anh Quang. Em ơi, cho anh gọi đồ ấy. Ui dồi ôi, mẹ, giống thằng Quang ấy nhỉ. Chuyển cho anh một bạc xỉu, một cái cam ép. Dạ. Hôm nay đánh son gì mà xinh. Đúng rồi. Cái gì anh mắc, son hết rồi, mua em. Em thích thì anh mua cho em hết. Sắp tới anh phải đóng tiền nhà ra này. Là tiền thì anh đầu tư chứng khoán hết rồi. Bây giờ anh thiếu một chút. Anh thiếu bao nhiêu? Thế em chuyển khoản cho anh. Tổng là 10 triệu. Bây giờ anh chỉ thiếu 3-4 triệu. Để em chuyển khoản cho anh 10 triệu luôn. Mình yêu nhau mà. Sau này có khó khăn gì thì cứ nói với em. Thôi, ai lại làm thế? Anh là con trai, anh phải lo cho em chứ. Anh yên tâm, anh còn phải lo cho em cả đời cơ mà. Rồi ạ, làm cái gì mà gọi mãi không được thế nhỉ?
mắt trông đến nơi rồi mà không gọi được. Alo, chị gọi em à? Alo. Điện thoại mày để làm cảnh à? Em đang đi làm mà. Mày đi làm để mày nuôi ông thay áo của em. Sao hai chị nói chuyện lạ thế? Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Em đang bận lắm. Mày ra mà xem thằng người yêu mày đang ngủ ý với con nào kìa. Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, ngu nó vừa thôi. Rồi ôi, cho nó ăn, cho nó mặc, rồi bây giờ nó đi với gái, ngu chưa? Sao im lặng thế? Nói gì đi chứ? Em phải làm sao bây giờ hả chị? Mày lại khóc đi à? Thôi, mày đừng có khóc. Bây giờ mày ra đây, mày ra đây ngay cho tao. Bắt ngay thằng này tại trận, cho nó biết thế nào là lễ độ. Ra ngay nhá. Vâng, em đến ngay đây ạ. Đổ tôi. Cô làm gì thế ạ? Tôi không tiếc 4 năm thanh xuân của tôi. Tôi chỉ tiếc rằng không nhìn thấy độ mặt của anh sớm thôi. Này, cô là ai đấy hả? Chắc là người yêu cũ chứ gì. Ăn mặc thì quen rồi. Mặt mũi thì già luôn này. Chứ chẳng ra làm sao. Bỏ cái tay ra. Em gái à, để chị nói cho em biết cái bộ mặt thật của thằng Sở Khanh này nhá. Tao đã không ưa gì mày rồi. Quang à, tao đã không ưa mày từ đầu rồi. Nhưng tao đã bảo mày đừng có để con Trang phải buồn. Chị bình tĩnh đi. Có chuyện gì cũng bình tĩnh nói. Chị cũng thấy xấu hổ à? Tao chẳng việc gì phải bình tĩnh cả. Và tao cũng không việc gì phải xấu hổ. Bởi vì thằng phải xấu hổ là mày. Mày là một thằng ăn bám. Em gái à, chúc mừng em đã quay vào hôm may mắn. Em đã được thế chỗ em gái của chị trong 4 năm qua đấy. Em xem đi. Tất cả quần áo, đồ hiệu trên người thằng Quang đang mặc đây đều là do con quê mùa này mua đấy. Em tính, nhưng mà còn tiền của tôi, 50 triệu mồ hôi nước mắt của tôi, anh trả nợ cho tôi đi. Đồ ăn tôi mua cho anh suốt 4 năm qua thì tôi coi như bố thí cho anh cũng được. Mày phải trả, mày không trả tao sẽ đến tận nơi tao tìm mày. Cố gắng mà giữ gìn cái bản mặt thư sinh của mày để mà đi kiếm tiền lừa gái nhá. Còn cô, lo cho người yêu của mình đi. Hai người hãy cố gắng thu xếp 50 triệu mà trả nợ đi nhá. Đi về. Anh à, anh có chuyện không em nghĩ đâu. Em phải nghe anh giải thích. Anh nghĩ thật là con ngu à? Các người diễn kịch cho tôi xem à? Tôi không muốn dính đến con người nhanh nữa. May mà nhìn thấy camera, không hiểu hết chuyện. Chắc là cha sẽ sốc lắm khi mà thấy hai đứa mình như thế này. Sốc chứ, đó là bạn thân của em, mà nó lại còn tin tưởng em như thế mà. Hãy làm cho sốc hơn. Làm gì đấy? Tôi chỉ vừa mới thử cắn câu mà cô đã lộ rõ vẻ lẳng lơ của mình, dám tán cả người yêu của bản thân. Trang thật là bất hạnh chứ không phải bạn như cô. Anh làm sao thế? Còn vừa ngọt ngào với em như thế mà. Tôi chưa bao giờ có ý định tiến đến với cô và cũng không bao giờ có ý định phản bội lại Trang. Nên lúc mà Trang chưa về thì cút đi và đừng bao giờ làm điều gì xấu sau lưng cô ấy nữa. Anh chắc chưa? Tôi chắc chắn. Tôi không có gì phải luyến tiếc với mối quan hệ độc hại. Mày mua ngon như thế lại không được ăn. Tiếc thế à? Anh Hùng. Anh Hùng, em xin lỗi mà. Em không có ý định là cố tình nghi ngờ anh đâu. Chỉ là em muốn biết rằng anh có thực sự yêu em hay không. Anh không ngờ là tình cảm mà anh dành cho em lại bị chính em và bạn em đem ra để làm trò đùa. Nếu mà em không tin tưởng anh như thế thì anh nghĩ là mình nên... À, không, em xin lỗi mà anh đừng giận em nữa. Em hứa em thề, à từ giờ em sẽ luôn tin tưởng anh. Anh nói gì anh làm gì em đều tin hết, nhá. Thật không? Thật mà. Thôi được rồi, anh tha lỗi cho phần này đấy. Bây giờ đi ăn nhá, hôm nay anh phải phạt em mới được. Được, hôm nay em sao? Đi. Gớ, đúng là người có người yêu có khác. Cho lúc nào cũng tươi vui thế nhở. Thôi mà, mày để cho tao tận hưởng ít dư vị tình yêu đi.
Nó cũng không ngờ nhá, có người yêu lại vui thế. Được yêu thương chiều chuộng, thỉnh thoảng nhá là lúng tí đòi dị nữa. Kinh nhở, kinh nhở. Tao thấy nghe mẹ kể như kiểu ông hùng nhà mày là người yêu quốc dân ý. Tầng bốc lên cả tận mây xanh luôn ý. Này, sao mày nghĩ em nắm trò thế? Nghĩ được cả ra cái trò đấy để thử thách. Ê ôi, đợt đấy về nhá, ông ấy dỗ tao mấy ngày, tao phải dỗ mãi mới xuôi đấy. Mày thua tấm chiếu mới. Đàn ông ấy là phải thử như thế. Bởi vì không biết thế nào mà lần đâu. Tao nghĩ một bài test chưa đủ đâu, phải hai ba bài test mới đủ. Tôi xin mày đấy, tao xin mày, nghe tùng cái gì nữa. Bây giờ tao tin anh hùng lắm rồi. Anh ý mà dỗ tao nữa, tao chết. Mày đúng là cái đồ dạng trai ấy. Em ơi. Dạ. Chuyện gì anh nhớ em rồi ạ? À? À, chết em xin lỗi nhá, em quên mất. Đây để em chuyển khoản cho anh bây giờ nhá. Khổ quá, anh đã bảo rồi, không có gì phải ngại cơ mà. Nhớ, đợi em một tí nhá, bye bye anh. Mày làm cái gì đấy? À, có gì đâu. Anh đồ mình mới bảo ta là chuyển cho anh ấy 5 triệu để có việc góp. Cái gì? 5 triệu? Thế ông đấy có hay làm thế không? Thì cũng có. Lúc thì vài trăm, lúc thì 1-2 triệu. Nhưng mà ta yêu nhau nên là mấy cái đấy có tính toán gì đâu. Mày, mày ngu lắm. Ông ấy đang còn tiền của mày đấy, mày biết không hả? Đàn ông sức dài vai rộng ấy, tại sao lại phải đi dùng tiền người con gái như mày? Mày sao ấy? Thôi được rồi, tao bắt đầu thấy không ổn rồi đấy. Lần này có chuyện gì mày phải bảo tao ngay, nhớ chưa? Biết rồi, mày cứ đang nghi như Tào Tháo ấy. Anh! Uầy, anh là món gì mà thơm ấy? Tao nói em thích đấy, nhưng mà lên thay đồ đi, xong rồi xuống ăn. Thôi không cần đâu, em đói lắm, cho em ăn luôn đi. Tắm rửa để xong. Ok, người yêu anh thích là được. Đợi anh tí nhá. Ui, món này anh nói kiểu gì mà ngon thế? Bị mất. Mày biết tại sao món này ngon không? Tại sao? Là bởi vì là có tình yêu của anh ấy. Anh vất vả quá, đi làm cả ngày mệt rồi, về còn nấu cơm cho em ăn nữa. Anh ngủ tới em may mắn đã mà. Đấy đi nhá. Alo anh à? Em suy nghĩ kỹ rồi, em thấy dự án này của anh khá là ok đấy. Em cũng định rót tiền vào. Nhưng mà thật với anh là em vừa đầu tư vào mấy con game, thành ra là cháy túi nhỉ. Thì anh làm gì mà vội thế? Anh đưa cho em mấy hôm để em thu xếp. Chứ dự án ngon thế mà em không vào thì phí quá anh ạ. Dạ vâng, ok, ok. Có chuyện gì vậy anh? Không có gì đâu, một chuyện công việc mà. Ăn đi em. Nhưng mà em thấy anh không được vui. Công việc không ổn ạ? Thật ra thì anh đang có cái dự án khá là ok. Nhưng mà anh vừa đầu tư vào mấy con game mới ra nên là không có tiền để vào. Sao chuyện này giờ anh mới nói với em? Nhưng mà anh cần phải bao nhiêu? Thì chắc cũng chỉ khoảng 100 triệu thôi. Nhưng mà cái này ok cực. Thấy bảo là chỉ khoảng 1 tháng thôi là mình đã thu về 30-40 triệu rồi. 100 triệu cũng không nhỏ. Nhưng mà em giúp anh được, để em chuyển khoản nhá. Ơ kìa, không được. Làm sao mà anh lấy nhiều tiền như thế của em được? Thôi, để anh đi vay bạn bè xem sao. Em không cần phải làm như thế đâu. Thì anh, cơ hội không đến lần hai đâu. Việc lần này tốt nhá, em sẽ ứng ra giúp anh chốt. Khi nào có tiền anh trả em cũng được mà. Bọn mình yêu nhau, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Anh cảm sao ấy, sao? Người yêu anh tốt với anh quá. Anh cảm ơn em. Anh hứa ấy là khi nào mà lãi về, anh trả gấp đôi luôn. Không, em không cần. Em chỉ cần anh thương em suốt đời thôi. Thế thì có dễ dàng cho anh quá không? Cái gì? 100 triệu á? Mày bị điên hả Trang? Mày làm sao phải sụt sồn lên đấy? Tao cho anh ấy vay chứ có phải cho không đâu. Bây giờ anh ấy bảo là đầu tư chung với anh nữa. Kiểu gì cũng có lãi. Thôi thôi thôi, mày không phải nói đâu. Cái văn đấy tao còn lạ gì nữa. Thằng nào vay tiền ấy mà chả nói thế. Mày ngu lắm đấy Trang ạ. Sao mày cứ chửi tao nhỉ? Tao kể cho mày thôi chứ có phải là hỏi ý kiến mày đâu. Chuyện của tao tự lo.
Mày ấy đúng là bị con Nu làm mù đôi mắt rồi. Có chuyện gì tao kệ mày đấy. Rồi á, mày bị lừa, mày bị trắng mắt ra nhá. Biết thế không kể cho nó đấy. Sao mà chứng kiến được cảnh trai gái tình tứ thế kia? Anh đúng là đáo đệ thật đấy. Có chuyện gì đâu, em nhìn nhầm đấy. Anh đừng tưởng tôi không biết những gì anh làm. Cái trai nó có thể ngu, nhưng mà tôi thì không. Anh đừng thấy vợ thì đào mãi. Tôi nói cho anh biết, đừng để tôi nhìn thấy lần nữa nhá. Thôi anh bảo, em mình nói gì với Trang nhá. Mình thỏa thuận được mà. Anh đúng là đáo đệ thật đấy. Không ngờ anh còn định ấy lấy tiền của cái Trang để chia phần trăm cho tôi à? Xin lỗi, tôi có thiếu tiền cũng không bán rẻ bản thân như thế đâu. Tôi nói cho anh biết, đừng để tôi nhìn thấy cảnh lần thứ hai, nhớ chưa? Mày cứ kênh kiệu với tao mãi đi, để xem tao giải quyết mày như nào. Phải đối phó với con Linh như thế nào bây giờ nhỉ? Anh có làm gì đâu, anh đang xem bình tĩnh thôi. Hay là em tin với con nào đúng không? Làm gì có, những cái cô mà thích anh ấy, anh có thích đâu. Anh ấy thích mỗi cô này thôi. Thằng tịt. À mà này, anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì ạ? Nhưng mà anh không biết là có nên nói hay không. Thì anh cứ nói đi. Cảnh như bạn em, anh cảm giác bạn ấy cứ bị thân thiết quá với anh. Bây giờ ấy, tại vì lần trước mà em thử thách anh ấy thì nó cố tỏ ra như thế thôi, chứ còn bình thường nó không thế đâu. Không phải, hôm qua anh mới gặp Như ở ngoài đường. Như rủ anh đi cà phê, xong rồi còn rủ anh tối đi bar với cả nó nữa. Thật á? Ừ, nhưng mà anh không đi. Sao nó không nói với em nhở? Em bình tĩnh đã. Anh nói với em ấy là để em cảnh giác hơn với cả Như thôi, chứ không phải để em nói với bạn đi xong rồi lại cãi nhau. Mệt người lắm. Thở rồi. Nhưng mà này, không phải là vì anh thấy nó xinh, sau đó nó chủ động mà anh lấn tới nhá. Nào, em còn không hiểu anh như thế nào à? Không biết đâu. Thôi được rồi. Tôi đã cảnh cáo rất nhiều lần. Tại sao anh vẫn còn lăng nhăng sau một cái Trang hả? Hay là anh muốn tôi vạch trần của thằng của anh với nó? Này, cô nghĩ cô là mẹ tôi à? Cô muốn sai khiến tôi. Bây giờ cho dù cô có nói ấy, chắc quái là Trang đã tin cô. Mày đừng hiểu lầm. Hôm nay tao cũng vạch trần bộ mặt. Vạch trần bộ mặt của ai? Hả? Em vẫn còn muốn diễn kịch trước mặt Trang à? Không phải chính em hẹn tôi ra đây để bày tỏ tình cảm của em hay sao? Hay là vì tôi từ chối em mà em biết ra chuyện này? Anh đang nói cái gì đây? Như chuyện này là sao? Mày 5 lần 7 lượt phản đối tao với anh Hùng là vì mày thích anh ấy à? Mày bị điên à? Hắn nói thêm mày cũng tin á? Tao còn đang định nói là hắn ta cặp kè lăng nhăng với người khác kia kìa. Cặp kè? Tôi cặp kè với ai? Cặp kè với em chắc? Hả? Em muốn làm vẻ phan tôi vì tôi từ chối em mà em bịa ra chuyện này để chia rẽ tôi với Trang à? Anh là khốn nạn. Kìa, cậu thôi đi. Đủ rồi đấy. Tôi quá hiểu chuyện này rồi Như ạ. Hiểu? Mày hiểu tao á? Nghĩa là mày tin anh ta, mày không tin tao. Tình bạn 15 năm nay của chúng ta mà không bằng 2 tháng của mày với hắn á. Thôi được rồi, coi như tao chọn sai bạn đi. Chào mày, chào cả người yêu mày. Như em, ở trên cô ta làm gì nữa? Bạn mày như thế không đáng. Anh ạ, nhưng mà đi.